Không có nghe không Mia? ok Hello, ok nghe con rồi. À đây, rồi mình xem cái bài con làm nhé. Ok, con làm ok rồi đó. À, nhưng mà Mia nè, cái chỗ này nè con, là con đang làm là cái tựa đề của câu chuyện hả? Cái câu đầu tiên nè. dạ, từ đây. Con đừng, con khỏi làm tựa đề cũng được, con vô con kể luôn. Con chỉ cần là có cái câu mở, cái câu bắt đầu câu chuyện nó như thế nào, rồi nó diễn biến, rồi nó kết thúc thôi. Tại vì con mà làm thêm cái tựa đề á, ở cái bài này nè, nó chỉ yêu cầu là từ 20 từ trở lên thôi. Mà con làm vậy thì đếm coi thử nó nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho đi 6, 6, 8 là 48 rồi. Là nó nhiều quá. 48 từ là ok đó. Nhưng mà vậy thì con bỏ luôn cái tựa đi. Cái topic của cái chuyện này cũng được. Con sẽ bắt đầu bằng yesterday cũng được. Nhá. Ở đây. Đây nè. Con mà có đi leo núi á, gọi là go climbing đúng không? Go climbing thì có, con sẽ dùng luôn là go climbing. Thì ở đây con chuyển là thành when climbing nè, chứ không có mà không, sẽ không có là when to nha Mia. Con sửa liền đi, con lấy một cái bút khác màu con sửa vào trong bài của con á. Đi leo núi, climbing the mountain thôi. Cái chỗ này đi leo núi thì con sẽ là có là when climbing the mountain, không có in the mountain nữa. Đi leo núi mà, con lấy cái bút chì con sửa đi Mia. À sao mà à Mia, xin lỗi, mở cái cuốn nó ra đó. Con làm bữa nay mới thấy nó ok hơn đó, con chì thì nó ổn rồi nè. Đây, cái chữ broad á là sao? Con sửa chưa? Sửa chưa con? Rồi, ha, con sẽ có là when climbing the mountain nhé. Ừ. Rồi, nè, chữ broad là BROUGHT, broad, mang theo. Ở đây con thiếu chữ U nè. Many things in their bags, ok, hoặc là in their backpack hả? Hoặc là con dùng từ backpack cũng được. Rồi. Backpack thêm S vào. It was very hard to climb to the top of the mountain. Đúng rồi. When they came there. À, khi mà họ đến đó thì con sẽ có là came there thôi, chứ không có came to there. Từ sau từ came, khi nào con đến đâu, ví dụ như come home, nó thường từ come, nó sẽ không có là đi đến đâu đó, nó thường là mang ý nghĩa là đến came came there thôi. Nếu mà ngay chỗ này cái từ này con đừng có dùng đó là came to, mà con sẽ có là came there thôi. Came there, they were happy. Rồi, con đừng có bắt đầu bằng một câu mà nó có chữ and. Cái chữ and là để nó nối hai mệnh đề thôi. Con sẽ thấy trong nhiều sách nó cũng làm như vậy. Nó cũng sẽ bắt đầu một cái câu bằng chữ and, nhưng mà mình đừng có làm như vậy. Giống như ở tiếng Việt á, con cũng sẽ không bắt đầu cái câu là bằng chữ và. Con thấy là, ví dụ giống như con nói, tôi đi học. Con học lên nữa thì mình có thể viết, nhưng mà ở cái mức cơ bản con đừng có vậy. Thì con cũng đâu có viết là tôi đi học và mẹ đi làm đâu. Rồi con chấm một cái rồi và mẹ đi làm. Mình đâu có viết vậy được. Đúng không? Con học ngôn ngữ Pháp á là mình đâu có viết vậy được. Ha. Nên là nếu con muốn viết như vậy thì con chỉ cần là tôi đi học và mẹ đi làm, nói chung một câu thôi chứ. Nói chung vậy thôi, đúng không? Đó, thì ở đây con sẽ sửa là
Một chữ à nội. Đây nè, thấy không? À, they were happy. Ví Ok. dụ con muốn ý con là sau đó con muốn nối hai cái câu câu này với nhau thì con sẽ dùng cái từ này nè, after that. Sau đó con sẽ dùng after that đi, thay vì dùng chữ am thì con sẽ dùng từ after that. Đây à, còn này còn and then nè. À, ý con là và sau đó hả? Ý con, ý nghĩa chỗ này là và sau đó hả con? Thì con dùng cái cụm after that đi. Sau đó, they came down and have lunch. À, have lunch. Con để nguyên vào. Con đừng có have a lunch. Have a lunch cũng được, nhưng mà con dùng have lunch đi. Have lunch. Have lunch together. Rồi, it's a wonderful day, said Tom. Đúng rồi, con làm cái câu này ok nè. Con, hoặc là con có một cái cách để con làm cái câu cảm thán á, con sẽ làm cái này. Có thể đi máy Nếu em. con làm it's a wonderful day thì con nhớ ngay chỗ này không có dấu chấm than nha. It's a wonderful day là nó là một cái câu bình thường. Còn con muốn làm câu cảm thán cho cái chỗ này á, con sẽ làm là what a. Con sẽ làm như vậy. Tom nó sẽ con sẽ làm dấu ngoặc và con sẽ làm what a wonderful day. Con sẽ bắt đầu bằng cái chữ what. What a wonderful day. Và chấm than, đóng ngoặc lại. Set hả? Ok, con sửa lại chỗ này đi. Con sửa cái chữ Easter còn bằng chữ what. Nhớ là what thôi. Đó là cách làm câu cảm thán. Con sẽ để chữ what ở đằng trước và một cái cụm danh từ. A wonderful day. Ừ, con làm cái kết ok đó. Sửa lại chưa Mia? Ở cái phần trên con làm á, có vấn đề gì không? Có con có thấy khó không? Ok. Rồi con sửa chỗ này đi con. Rồi mình làm tiếp nào. Xong chưa? Ok. Rồi, để xem. Cái chuyện ở cái test 1 con có viết không? Để rồi còn cái phần ở dưới này. Cái phần này sửa dữ gì ta? Còn cái câu cuối thì con không biết gì đâu. Rồi, cái phần này. Rồi con đợi miss, miss đi lấy cái cuốn sách này. Rồi. Cái này là đang ở Park 5 đúng không? Còn có từ long way là đúng rồi nè. À. Còn có cái cụm thứ hai là fell into, the ball fell into gì? Bố Fell into cháu in the river hả? Fell into the river, đúng rồi. Con tự chấm đi để mình xem thử mình được bao nhiêu. Cái bài của con, cái bài cuối cũng ổn rồi đó, tạm ổn. Mình sẽ cho cái bài đó đạt đi. Cái phần này là con đúng rồi đó, into the river này. Tiếp theo, number 3, con sẽ có là net. Number 4, bridge. Her hat, ok. The woman's job, pledge. Con có từ pledge, nghĩa là gì vậy?
Từ flat ở câu số 6 á. Flat. The woman dog flat the ball and the hat from the Ngậm ngậm Richard đắng ngậm and Alma. Con sẽ có cái câu cuối con chưa biết làm. không biết luôn. Con sẽ có nè. Cái câu cuối nè, ở cái đoạn cuối con sẽ có là the kids decided to stop playing golf and threw the ball for the dog instead, which were much more fun. Thì con sẽ có là hai đứa này nó sẽ thích làm gì hơn, ném quả bóng hơn là chơi golf. Ê, sao chỗ này nó dùng khó hè. Hát gì mà throwing. À, không, nhưng mà dùng không có dùng had to cũng had. Cái câu này nó dùng cái từ gì vậy ta? Tôi không biết. Con có cái ý gì cho cái câu này không? Sao cái câu này nó bị Có lẽ là sử dụng more than hay gì đó mới. Bởi vì cuối cùng là throwing the ball down. Dan play golf had Nhưng more mà fun. cái bài này, cái câu cuối Con con sẽ không hiểu có luôn. là nó thích đây nè, tại vì con sẽ thấy nè, which were much more fun. Thì con sẽ Fun. có là Richard and Emma had more fun through the ball than playing golf. Con dùng từ more fun á. Ok. Ok, Hả? Được chưa? Con sửa vào đi. thank Từ you. more fun. More fun. Through the ball than playing golf. Có nhiều niềm vui khi mà ném quả bóng hơn là chơi golf. Câu này khó nè. Rồi, ở cái bài phía trước nữa con làm được không? Nghe được. Here. Part 4. Cái bài này là mình tự điền từ hả? À, có sẵn. Con sẽ có từ thứ nhất là từ thứ nhất ở đây làm sao? Some people think that the first kind's word were made được làm từ lá và từ lá trên cây. Thì con sẽ được làm từ thì con sẽ dùng gì? À đúng rồi, con sẽ dùng là make up. Make up. Đó, ở đây con sẽ có là make up nè. Từ make nó có thể nhiều khi là nó sẽ làm make by đó, mà ở đây con sẽ có từ make up. Nhưng mà sao, đúng rồi, make up làm từ, có thể là nó có khi thì nó sẽ dùng với từ make by nữa nha con, là tức là làm từ ai đó, làm bởi ai đó thôi. Ví dụ như mình sẽ có cái câu này. Con sẽ có nè. Ví dụ ở đây con sẽ có từ make, made. Made of. Là được làm từ.
Và con sẽ có cái cụm là made by này, được làm bởi. Ví dụ con sẽ có là this table Chiếc xe bò is mét made bay. by my dad. À, cái bàn này được làm bởi bố của tôi thì con sẽ dùng là by. This table is made of my dad. Ừ. Rồi, nhưng mà cũng cái bàn this table is made of wood. À, được làm từ gỗ thì con sẽ có từ wood như vậy. Ok, hiểu không? Rồi, tiếp tục nào. Đâu rồi. Many. Many different, đúng rồi. Tiếp theo con sẽ có because, else. À, number four con sẽ có là gì? It Make up, take I lots. make I can take lots of practice to learn to fly a kite. Ở đây con sẽ có là từ where else, well và từ ever. Để nó thì có thể là cần nhiều cái sự luyện tập để có thể thả, học cái cách thả một con diều xịn sò, thì mình con sẽ dùng từ well chứ sao lại dùng từ else. Well, well ở đây mới đúng Mia. Rồi tiếp theo con sẽ có là từ kind. Kind, not, đúng rồi. There. À, câu số 6. A lot of grown-ups love flying. Thì con sẽ có cái câu số 6 là them, they và there. À, để thả chúng. Thả chúng thì con sẽ dùng là them chứ sao lại dùng there của họ được. Chữ there này có nghĩa là của họ mà. Ok, con sẽ có ở đó là từ từ them. Rồi, number 7, where. Use. À, rồi. Con sẽ có cái câu số 9 nè. They put special cameras on kites to have. Thì ở bên này con sẽ có từ we, us và our. Giúp chúng tôi ở ngay chỗ này á, thì giúp chúng tôi thì có là help us chứ. Nó đâu phải là chủ ngữ đâu mà Mia dùng là we con. Con chưa hiểu cái chỗ này tại sao dùng we, sao dùng there, sao dùng them đúng không? Không, lúc này À, là vậy con là bị buồn, nhầm à? Hả? lúc này con buồn ngủ, con đi Ờ, tà la. bữa nay thì bữa sau buồn ngủ thì thôi. Chứ rồi làm đại nữa trời. Làm đại nó sai tè le đó. Rồi, con sẽ có là cái câu số 10 cũng sai luôn nè. Help us find out about places that are too difficult or dangerous to. Đã to rồi thì sau đó con sẽ cộng với động từ nguyên mẫu chứ. Đây nó có chữ to sẵn rồi nè. Thì con chỉ cần là từ explore thôi. Explore từ thứ nhất á. Chứ đâu có, mình đâu có cần là, đâu có dùng explore ring ở đây được. Nó có từ to ở phía trước rồi mà. Dangerous to. Rất là khó và nguy hiểm để mà phát hiện ra ở trên mặt đất. Explore, phát hiện, tìm ra ha. Rồi. Được chưa nào? Rồi con xem cái bài này là con bị sai mấy từ Mia. Dạ sai. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ừ. 5 từ. Cái gì mà sai 5 từ? 10 câu mà sai 5 từ luôn hả? Sai nhiều vậy trời. Rồi. À, cái phần này, cái cuốn này sao nó không có cái phần mà điền từ thiếu họ ta? Họ Mia. Có. Nó không có cái phần mà tự nghĩ ra cái từ để điền á. Em biết cái trang 38 bác sĩ ở kế ở sau cái trang 39 là 38 á, mấy trang 38 38. Ờ. Sao con có làm bài đó không? làm mà
đâu không, không rồi để kiếm trên hay dưới đây ta, đây đây bài này con làm ổn không, con mà làm bài này ổn là sẽ ổn hết rồi nè. Ở đây con có từ thứ nhất là prize, the first won the first prize, đúng rồi. Từ thứ hai là were friendly, the food was delicious and the waitress was, đúng rồi, giỏi. Từ thứ ba là on my birthday I am, ồ sao mà là I am one ta, I think nè, on my birthday I am ha, to go to a restaurant to. Tại sao mà con này là Sarah won the first prize. On my birthday to think I will choose the same once again because I. Đây. Khi con sẽ thấy chữ am rồi mà thích thú cái gì đó thì con sẽ có cái cụm là am interested in to. Nhưng mà là cái đó là interested in rồi ta, I am. Vào ngày sinh nhật của tôi cũng gì ta? I am one là sai rồi. Vào sinh nhật của tôi am excited to go to the restaurant too. Con sẽ có cái cụm là am excited to. Tôi hào hứng vào ngày sinh nhật của tôi cũng hào hứng đi đến. Không, không có dùng từ hào hứng, tôi muốn thì mới đúng ha. I think I will choose the same once again because I. Cái chỗ này. Tôi cái gì? Like to go back there. I could lie hả? Ai mà bởi vì cái chỗ này ý là con làm sao Mia, bởi vì tôi gì, Bởi vì tôi rất là thích cá quá mày. because I thì ngay chỗ này con rất là thích thì con sẽ dùng là I really, tôi thật sự thích, dùng từ really á con. Con có biết biết từ đó không? Từ really, thật sự. Ngay chỗ từ could này nè, con sẽ đổi thành từ really. Thật sự thích. Đi đến đó. Rồi. On my birthday, I am gì ta? Rồi. Bây giờ mình thoát ra đi đã rồi mình sửa tiếp chỗ này nha con. Chứ hết giờ mất tiêu. Nha Mia.